được gặp lại các bạn. Và việc sử dụng đèn sửa nhà tắm hiện nay thì khá là phổ biến trong mỗi gia đình đúng không ạ? Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng đèn sửa nhà tắm một cách hiệu quả nhất cũng như là an toàn nhất thì khi lắp đặt đèn sửa các bạn cũng cần phải có một số lưu ý. Và lưu ý đó là gì? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ được giải đáp bằng việc trò chuyện với anh Quốc Đạt, chuyên viên kỹ thuật đến từ thương hiệu đèn sửa nhà tắm Haas. Xin chào anh ạ. Như em đã vừa giới thiệu rồi thì ngay bây giờ anh có thể chia sẻ cho các bạn khán giả được biết là chúng ta cần phải chú ý gì, có những lưu ý gì khi mà lắp đặt đèn sửa nhà tắm. Xin chào các bạn. Sau đây là một số lưu ý mà khi các bạn lắp đèn sửa nhà tắm. Trước tiên là mình chọn vị trí lắp, bởi vì là mình dùng sưởi ấm bằng ánh sáng trực tiếp từ đèn, vì vậy mà mình chọn vị trí lắp là rất quan trọng. Điều thứ hai là khi các bạn lắp thanh treo thì các bạn phải chú ý là khoan ở những vị trí tránh đường điện, đường nước có thể là gây hư hỏng những cái thiết bị khác. Thứ ba nữa là các bạn phải chú ý đến nguồn điện. Nguồn điện ở đây là không nên xa quá, bởi vì xa quá thì ta sẽ phải mất thêm một công nữa là đấu nối. Và điều quan trọng nữa là các bạn nhớ nên ngắt điện để đấu nối để được an toàn. Một vấn đề nữa đó là khi mà sử dụng đèn sửa nhà tắm thì có một bộ phận mọi người thường cho rằng là thiết bị điện mà lại sử dụng trong môi trường nước thì có vẻ như là nó khá là nguy hiểm. Vậy thì với việc lắp đặt đèn sửa thì có lưu ý gì về việc là nó có cần phải tránh xa nước hay không ở trong môi trường nhà tắm không? Về đèn sửa nhà tắm Han thì mình cam đoan được rằng là bóng đèn sửa là chịu nước rất tốt. Tuy nhiên thì lúc mà trong quá trình mình lắp đặt thì mình nên lắp đặt ở những vị trí mà ví dụ như là chỗ khi mình tắm mình sẽ lắp trên vòi sen, cái việc mà nước bắn lên không ảnh hưởng gì hết, sẽ không gây cháy nổ hay không gây hư hỏng gì, nhưng mà mình lắp ở vị trí đấy thì sẽ làm cho thiết bị của mình bền hơn, sử dụng được lâu hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Và nếu như các bạn muốn tự tay lắp đặt đèn sửa cho gia đình mình thì hãy nhớ những lưu ý mà anh Đạt vừa chia sẻ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.